Chào các bạn. Nếu các bạn còn nhớ thì cách đây không lâu, bọn mình đã có một post trên blog tên là What's in my bag để chia sẻ những sản phẩm mà bọn mình thường xuyên mang theo trong túi của mình. Để tiếp nối series này thì hôm nay mình xin phép làm một clip là What's in my makeup bag. Việc khoảng 9 tiếng tính cả thời gian đi lại nữa nên là makeup phải ở trên mặt mình khoảng hơn 10 tiếng đồng hồ. Vì thế nên mình rất cần nhiều sản phẩm lỉnh kỉnh để giúp mình chữa cháy và giúp cái makeup của mình được lâu trôi. Hôm nay mình sẽ bật mí cho các bạn này. Đây là makeup bag của Clinique. Tuy nhỏ gọn nhưng mà nó chứa được rất nhiều đồ. Nếu các bạn không tin thì mình sẽ cho các bạn xem. Giấy ướt. Giấy ướt rất là cần thiết khi nào mà makeup bị lem, eyeliner bị lem hoặc là son bị nhem ra ngoài thì chúng ta đều có thể dùng giấy ướt để lau chùi đi. Tissue cũng rất cần thiết. Bạn sẽ không bao giờ biết rằng có những dịp nào mà bạn cần đến thứ này nên là cứ có một hộp, một túi trong tay, trong trong túi, một túi trong theo người là tiện nhất. Và khi đi làm thì mình phải mặc đồng phục và búi tóc gọn gàng nên không thể tránh khỏi việc những sợi tóc con, tóc thừa bị chỉa ra ngoài, nên mình luôn luôn tìm đến một loại wax. Thường thì mình thì bôi các thứ lên tóc của mình, nhưng mà là wax thì nó không bị quá khô và mình thấy là như các bạn nam rất là hay dùng sản phẩm này. Mình có một hộp kẹo bạc hà Tom Choice, mình đã ăn hết rồi nhưng mà mình giữ lại hộp để đựng kẹp tăm và dây buộc tóc đó. Mình có một hand sanitizer của Bath & Body Works. Đây là hãng mà mình đã tín nhiệm rất nhiều năm nay và lúc nào mình cũng chỉ dùng hand sanitizer của Bath & Body Works thôi. Chuyển sang phần makeup thì mình sẽ không mang quá nhiều đồ khi đi làm đâu. Mình chỉ mang theo một vài sản phẩm vô cùng thiết yếu để mình có thể touch up được khi mà mình bị đổ dầu hoặc là khi makeup của mình bị trôi thôi. Đầu tiên mình dùng giấy thấm dầu Green Tea Blotting Paper của NYX. Không cần thiết là phải chọn hãng này hoặc là mùi vị này, nhưng mà mình thấy có một hộp giấy thấm dầu trong túi rất là tiện lợi. Mặc dù da mình là da khô nhưng mà rất hay đổ dầu nên chỉ cần dùng giấy thấm dầu và thấm hết những cái vùng dầu thừa đó đi, thì sau đó khi mà bạn dậm tiếp phấn lên trông nó vô cùng nhẹ nhàng và tự nhiên như lúc bạn vừa mới make up sáng nay vậy. Còn đây là hộp phấn và cọ, mình để trong một cái túi nhỏ để nó không bị lem bẩn với những thứ khác. Phấn của Bare Minerals. Cũng kia rất nhỏ gọn thôi, quá phù hợp để mang đi lại. Và mình thực ra cũng chỉ cần đến thế khi mà mình đi làm. Đây là màu translucent nên nó phù hợp cho tất cả các màu da. Dù mùa hè hay mùa đông, các bạn không phải lo ngại là da mình bị đen đi, sáng lên mà vẫn sử dụng được loại này. Và mình có một cái chổi kabuki nhỏ của Coastal Sands để mình dậm cái phấn này. Thế mình cho vào cái túi này để nó không bị lem bẩn. Tiếp theo mình cũng mang son. Như các bạn đã biết là mình bị bệnh lỉnh kỉnh đồng nát khi mà nói đến son. Trước đây thì mình mang rất nhiều son khi đi làm, nhưng sau một lần bị mất túi thì mình đã tiết chế hơn. Và bây giờ như mình đếm lại thì mình chỉ mang có 4 thỏi son trong túi một lúc thôi. Quả là một bước tiến vĩ đại. Lip balm. Bây giờ mình đang dùng Nivea. Màu xanh này là màu Chamomile and Calendula, nhẹ dịu và rất được việc. Mình có Fositin của Benefit. Đây là loại son mà mình thường dùng hàng ngày bởi vì nó lâu trôi. Nó là son nước. Màu hồng này cũng rất nhẹ nhàng và mình rất là thích. Mình không quên mang theo một thỏi son đậm. Đây là NARS Jungle Red. Một màu đỏ khá là sắc và chói. Khi nào đi làm xong mà chưa muốn về nhà luôn, muốn đi chơi thì chỉ cần thay đổi màu son là các bạn đã thành một người khác hẳn luôn. Thêm một thỏi son bóng nữa của Bobbi Brown, không có màu. Và tự nhiên hôm nào muốn bờ môi căng mọng hơn bình thường thì chỉ cần thêm một chút xíu cái này. Cuối cùng mình mang thêm một nước hoa dạng lăn của Daisy Marc Jacobs. Rất là thích mùi hương này. Từ mùa hè mùa đông, sáng tối mình cũng phải xịt. Nên là mình lúc nào trong túi cũng mang một cái thỏi dạng lăn để khi nào cần có thể lăn lăn thêm một chút vào cổ hoặc là sau gáy tay để mùi hương được giữ không bị trôi. Tất cả chỗ đó là những sản phẩm mà ngày nào đi làm mình cũng mang theo. Trông thì mở ra thì có vẻ rất nhiều sản phẩm nhưng thực ra nó đóng gói rất gọn gàng vào một chiếc túi này nên là vô cùng tiện lợi và phù hợp để đi làm. Nếu các bạn nào mà cũng đi làm nhiều tiếng đồng hồ và cũng có những sản phẩm bất ly thân giúp các bạn chữa cháy trong các tình huống khẩn cấp thì hãy comment và chia sẻ với lớp Fast Shine chúng mình nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn lần sau ạ. Bye.